Dẫn độ Equin Bluff về Việt Nam là hoàn toàn đúng luật pháp và hiệp định mà hai nước đã ký kết. Tổ chức Cơ đốc giáo quốc tế ICC và các nhóm nhân quyền bày tỏ quan ngại về việc Tòa án hình sự Bangkok ra phán quyết cho phép dẫn độ nhà hoạt động nhân quyền Equin Bluff về Việt Nam. Nhóm này cho rằng quyết định của Tòa án hình sự Bangkok là kinh hoàng và vô lý. Đồng thời, nhóm này yêu cầu chính phủ Thái Lan không dẫn độ Equin Bluff vì ông ta có nguy cơ bị đàn áp ở quê nhà. Đây là sự quan ngại không đáng có và yêu cầu không dẫn độ Equin Bluff về Việt Nam là đòi hỏi vô lối, không thể chấp nhận. Trước hết, cần phải thấy tội trạng của Equin Bluff là rất rõ ràng. Cách đây hơn một năm, vụ tấn công khủng bố đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu thuộc huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk đã khiến 9 người thiệt mạng, 2 người bị thương và phá hủy tài sản trị giá hơn 2,5 tỷ đồng của nhà nước và nhân dân. Quá trình điều tra, truy tố xét xử, các cơ quan tố tụng đã có đủ căn cứ kết luận vụ tấn công này có sự chỉ đạo tiếp tay của Equin Bluff, một trong những người đứng đầu tổ chức khủng bố Người Thượng Vì Công Lý, MSFG. Đây là đối tượng có lịch sử vi phạm pháp luật hình sự tại Việt Nam đã vượt biên sang nước ngoài sinh sống. Vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại Đắk Lắk là một sự kiện kinh hoàng, được xác định là một hành động khủng bố có tổ chức gây ra bởi các đối tượng có hành vi manh động và man dợ. Các cơ quan tố tụng tỉnh Đắk Lắk đã kết luận rằng vụ tấn công này được chỉ đạo từ bên ngoài với kẻ cầm đầu là Equin Bluff, người đã thành lập tổ chức khủng bố Người Thượng Vì Công Lý. Thông tin từ cơ quan an ninh điều tra cho biết, Equin Bluff đã lên kế hoạch từ năm 2017 qua việc móc nối, lôi kéo và tuyển mộ lực lượng. Trong quá trình điều tra, nhiều đối tượng tham gia vụ tấn công đã khai nhận vai trò của Equin Bluff trong việc chỉ đạo và xúi giục họ thực hiện các hành vi tàn bạo này. Equin Bluff còn yêu cầu các đối tượng quay video và chụp ảnh các hoạt động tấn công để tuyên truyền ra quốc tế. Đáng chú ý, Equin Bluff đã từng bị bắt giữ vào năm 2012 vì vi phạm pháp luật nhưng được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do chính sách khoan hồng của Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi được tha thứ, Equin Bluff tiếp tục thực hiện các hành vi phạm pháp, vượt biên trái phép sang Thái Lan và tiếp tục lãnh đạo tổ chức khủng bố MSFG, dẫn đến vụ tấn công đẫm máu vào ngày 11 tháng 6 năm 2023. Vào tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án Equin Bluff 10 năm tù với tội danh khủng bố và quyết định truy nã đặc biệt đã được ban hành đối với Equin Bluff. Theo hiệp định đã ký kết, các cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Thái Lan phải phối hợp, hỗ trợ nhau để thực hiện hoạt động phục vụ yêu cầu điều tra, truy tố xét xử và thi hành án hình sự. Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự gồm tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế khác. Equin Bluff kẻ đã lệnh án 10 năm tù với tội danh khủng bố và đang có lệnh truy nã đặc biệt. Đối chiếu các quy định có thể thấy quyết định của Tòa án hình sự Bangkok cho phép dẫn độ nhà hoạt động nhân quyền Equin Bluff về Việt Nam là hoàn toàn đúng luật pháp quốc tế và những thỏa thuận mà hai nước đã ký kết, đặc biệt là hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan về chuyển giao người bị kết án phạt tù và hợp tác thi hành án hình sự. Những cá nhân, tổ chức phản đối quyết định của Tòa án hình sự Bangkok đều là những kẻ chuyên đội lốt dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, tiếp tay cho các đối tượng phản động gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam. Nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đề cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh, không để chúng tự tung tự tác, can thiệp vào công việc nội bộ nước mình, dung túng, bao che cho đối tượng vi phạm pháp luật.